dưới em đi đã gặp rất nhiều nguy hiểm cảnh rồi. Và sẽ là điểm vào cùng dành cho Viper, nhưng Jisoo vòng ra từ phía sau sẽ là một sang dành cho vị trí của Jisoo có và sau đó là anh có màu đỏ là vẫn đủ sát thương sát thương nó vẫn còn kiên đen, anh ta đang chịu rất nhiều sát thương ràng buộc chính xác và vị trí của rất chiêu rồi. Và đây sẽ là một tình huống trường hợp rất chiêu, anh ta bị phong cấp vào rất nhiều ở đây, nhưng người bóc quay trước lại là vị trí của BMM và chiêu vẫn còn chịu đồ khác. Aaron vẫn đang cố gắng chịu được sát thương với tình huống sử dụng cái thần cá sấu của mình, trong khi đó ở đây đang cố gắng chọc vào tuyến sau của đối phương, anh ta cũng thành công được rồi. Nhưng ở đây Chami đang quạt liên tiếp vào các thành viên đến bên phía của The Brave Squad mà chúng ta tan vỡ, chúng ta mất 4 người rồi đấy, không thể được và họ chỉ mang đến hỗ trợ để cho phía đất để cản. Và đây là pha chiến đấu mà Ray bằng kiến chắc đang là người gặp khó, bất cả thằng lao vào, và đây là một pha chiến đấu có lẽ với một cái lọ luyện linh hồn thì vẫn chưa sát thương đến những team em được. Thế ui, ui lao vào đấy team em rất hay, đó là tốc nghiền lao lên nên không cần tàn khốc, nhưng không thể kết liễu vị trí đó là Hide một thằng sắt đang đẹp và hè liễu rất nhanh tay sử dụng cho mình, đó là pha chiến đấu tập bắt cái màu đi cũng tiêu thụ khá đẹp chắc sóng âm, nhưng đó là pha hậu thể đá hai đến chắc quá đẹp và Lee Sin này. Flowers say so they coming on the way up. A true fighter's what they always been afraid of. Cards had a close on my circle when I lay up. Switch the game every quarter like a time zone. Aim for the bus trying to build up to the mind. Ui, đây là cái đấu mà quá kinh dị đến hạt JG. Bây giờ các bạn đang có vẫn lấy một cái cục đó, tuy nhiên họ cũng về được không? Và đang chờ để lên là lặn, nó lặn thành công. Và đây cũng phải lên vào đến